Hello, hello, xin chào các bạn nha. Chắc bạn trở lại với thôi đăng đeo khẩu trang lên này. Chào các bạn trở lại với kênh vlog anh Bùi Quang khám phá Praha. Hôm nay mình cho tranh thủ thời gian đi lấy hộ chiếu vào buổi chiều tầm 5 giờ chiều tại Praha gần lãnh sứ quán Việt Nam. Do cái tình hình dịch bệnh Covid ở thủ đô Praha ngày một tăng lên, ấy ngày hôm trước là tăng lên 9.000, 10.000 người một ngày. Con số cũng là kinh khủng phải không? Đứng thứ nhất, thứ nhì trong châu Âu. Nhưng mấy ngày gần đây thì việc sử dụng các cái biện pháp và các cái hướng của chính phủ Séc thì việc tăng là có giảm đi. Việc lây nhiễm thì có giảm đi. Thể hiện ở qua cái số người nhiễm là ngày xuống dần từ 5.000 và 1.000, có khi 1.000 đấy, 2.000. Đấy. Và do cái tình hình dịch như vậy nên là việc quay video hay làm video là cũng hạn chế đi. Với là do công việc của mình nữa thì nhiều khi cũng không có cho phép được quay nhiều. Nên mong các bạn thông cảm nhé. Tình hình dịch Covid ở Cộng hòa Séc thì có vẻ như tiến triển hơn trong mấy ngày gần đây. Nhưng trong cái sự tiến triển này thì là chính phủ Séc có những ý định quyết định là việc nới lỏng việc đeo khẩu trang và ở những nơi không cần thiết. Điều đó dẫn có thể là đến một cái hiện tượng là sẽ có một cái cuộc lây nhiễm mạnh nữa. Trong khi đó có một người Việt thì thực hiện nghiêm chỉnh nên là độ lây nhiễm của trong người Việt là thấp hơn. Các bạn đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đã có những biện pháp cực kỳ là cứng rắn trong cái việc đeo khẩu trang. Cho nên là việc người Việt mình ở thủ đô Praha có tỷ lệ rất chi cao nhưng mà lại lượng người nhiễm rất ít. Nên đó là một thông điệp rất mừng cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cần phải có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn. Mặc dù là chính phủ Séc là có những cái chính sách là khá mạnh nhưng mà sau đó là người dân Séc là không có ý thức nó còn kém. Cho nên là việc lây nhiễm cộng đồng là có thể là xảy ra. Nên chúng ta cần phải có những cái chuẩn bị sẵn sàng. Hy vọng là Cộng hòa sẽ ngày một giảm đi và dịch Covid sẽ ra đi một cách. Theo thông tin mình biết thì kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2020, toàn sẽ chuyển sang cấp độ 4 màu đỏ. Tất cả những biện pháp áp dụng theo cấp độ 4 trong hệ thống gọi là một hệ thống chống dịch kép. Hệ thống này được mang tên mồm chó. Cha Việt Cộng hòa sẽ yêu quý chó như thế nào mà đặt cái chiến dịch này là chiến dịch pet. Kể từ ngày 23 tháng 11 sẽ áp dụng giờ mở cửa các cửa hàng dịch vụ vẫn kéo dài đến 23 giờ, chỉ áp dụng những cửa hàng được mở hiện giờ và đã bị đóng thì sẽ vẫn tiếp tục đóng, tức là chỉ có một Travini là được mở với các cái đồ drogue liên quan đến đồ dùng hàng ngày ấy thì được mở. Còn chủ nhật thì tất cả đều đóng cửa. Giờ giới nghiêm kéo thu ngắn từ 23 giờ đến có 23 giờ, tức là đến 5 giờ sáng. 15 mét vuông, khách hàng không áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi và bà mẹ bỉm sữa và xe cô cha rồi. Rất là hay. Đám cưới đám tang thì 20 người, chỉ có được 20 người, tụ tập nơi đông công chỉ có 6 người, học sinh cấp 1, cấp 2 đi học. Như vậy có nghĩa là thế nào nhỉ? Học sinh cấp 1, cấp 2 nó không bị lây nhiễm hay sao nhỉ? Chả hiểu được làm thế nào. Chính sách như là xây ở sinh sạch, còn hoa xẹp này nhiều khi cũng có một vài bất cập ở đó. Nên người dân buôn bán ở con hoa xẹp này nhiều khi cũng có những cái phải xử lý một cách kịp thời. Chỉ duy nhất dịch vụ được mở là quầy bán cây thông, quầy bán cà tươi, đồ trang trí và nó xe đó. Những cái quầy mà bán đồ và nó xe và cây bán cà tươi, đồ trang trí thì được mở thêm, ngoài ra là vẫn cứ đóng cửa. Như vậy là cũng rất căng nhỉ. Hy vọng là cái dịch Covid này ngày một giảm đi và sẽ đỡ trong công việc kinh doanh buôn bán cho người dân, đặc biệt là người dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc này. Một số không nhỏ đến cái lượng kinh doanh buôn bán ở đây.
Nếu mà bị ảnh hưởng như thế này là ảnh hưởng rất nặng đây. Chúng ta bị ảnh hưởng cực kỳ nặng đây. Hy vọng là cơn dịch sẽ nhanh qua. Và chúc cho mọi người có một cái mùa vàng nó sẽ COVID này tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong qua được cái cơn dịch này. Và sẽ có những cái bước tiến trong những năm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào tất cả mọi người. Xin chào, chào nha.